Khu 8 chạm lưới điểm khu 4 10 trước đi đi đi. Ông bạn còn trong lần nữa số 8 đến từ khu 8. Bóng tốt điểm khu 8 21-13. Bỏ nhỏ không thành công. Chọn qua lưới điểm cho khu 3 13-4. Chắn bóng tốt điểm khu 8 2-3. Bóng không qua lưới điểm khu 8 23-13. Đối với điểm cho khu 9 5-13. Điểm cho khu 4 14-23. Bắn ngoài sân điểm cho khu 15-13. Điểm nhau của các thủ đội ba điểm cho khu 9 chiến đấu 13. Đối với điểm cho khu 8 24-15. Đã đánh kéo tiếp tục điểm cho khu 9 7-13. Khu 9 đang dần rút ngắn điểm số. Bóng tốt điểm khu 8 25-15. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Bóng tốt tiếp tục điểm cho khu 9 8-13. Alo. Các thủ đô Hưng Yên đã công tác giành chiến thắng 25-15. Khu 3 giành quyền hội thứ nhất trong